chào tất cả các bạn. Mình là Miss Châu Châu, còn đây là Miss Chi Chi. Đây là Mr. Jessie. Say hello với mọi người đi nào. Hi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số thành ngữ qua một cái trò chơi nho nhỏ. Thì mình sẽ nói một thành ngữ bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh. Sau đó thì hai bạn sẽ translate. Ok. Yes. Okay, I'm ready. Yes. Ready to kill the chief. You're dreaming. Now, let's begin. Ê, trong tư thế ngẩn cao độc. Ah, over the hill. With your head held high. Yes, over the hills with your head held high. It's you. Player, moment story. Parents are Ngài Gu là Thái Du. Và Thái U là Su. Thái U là phù du, Thái U là vĩnh cửu. Ah, thank you. Don't give up your day job. Đừng bỏ làm việc. Đừng bỏ công việc sở trường của bạn. Có suy nghĩ trong đầu mới sáng trí, lười suy nghĩ. Thinking keeps you sharp. Đầy đầu. And lack of thinking puts fleas in your brain, in your head, right here. Hãy nói một cách ngắn gọn đi, Jessie, đừng có dày vòng văn tự với Jessie. Make a long story short. Yeah. Jessie không phải là đồ nhà quê mới lên đâu. Nói thành ngữ. I didn't just fall off the turnip truck. Làm ít mà nói thì nhiều. Actually speak louder than words. Chỉ có hơi nhách mới ngăn cách được tình yêu. Oh, your only armpits can separate you from your love. Anh đã từng bị. Là tất cả các thành ngữ mà mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay. Thì mời các bạn xem lại.